sự là em rất vui mừng khi mà mình có tên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này. Tại vì ban huấn luyện sợ trời mưa thì tập chiến thuật nó sẽ không được tốt như là trời nắng, nên là cái lịch sáng hôm nay phải thay đổi. Tập dưới mưa thì mình chuyền bóng nó khó hơn và nhận bóng nó cũng khó nữa. Vì vậy anh là tập dưới mưa và những cái đường chuyền của mình, những đường chuyền bóng sệt nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi mà trời nắng. Mình nghĩ là tất cả cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì sẽ có cái sức đề kháng tốt nhất để chống chọi với mọi thời tiết. Trong mỗi những tình huống tập và trong mỗi tình huống thì thầy đều chỉ cho tất cả mọi người. Nếu như ai mà di chuyển chơi tốt hay là tư thế nhận bóng chơi tốt thì thầy đều nhắc tất cả mọi người. Cái khát khao và cái động lực của em thì thứ nhất là mình đã vượt qua mọi khó khăn để được như ngày hôm nay thì một lần nữa thì mình muốn thể hiện cái khả năng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn. Đó là cái động lực của em để em phấn đấu. Cuộc cạnh tranh này thật sự là rất khó khăn đối với em khi mà ở hàng tiền vệ toàn là những bạn chơi rất hay từ trước đến giờ ở đội tuyển Việt Nam. Những lời nhắc nhở của thầy để thầy chỉ dẫn cho em những tình huống đón nhận bóng và những tình huống chạy chỗ. Mình tạo điều kiện cho đồng đội mình có không gian rộng hơn để nhận bóng thoải mái hơn.